Thì bây giờ em đang ở quốc lộ 1A của xã Long Hưng, Châu Thành, Tiền Giang. Thì có một miếng đất đó là ngang là 10m, dài 37, giá là 720 triệu đang bán. Em quay cho anh chị mình xem nha. Thì từ quốc lộ 1A mình sẽ đi vô miếng đất khoảng 700-800m gì đó. Con đường của mình là đường 2m. Đường này thì có dự án mở đường nha. Thì em đang ở đầu đường cho nên em quay cho anh chị xem luôn nè. Thì cái mặt đường rộng 2m, lại đường 1m với 1m nữa là 4m nè anh chị đó. Rồi phần đất bảo vệ bảo trì đường bộ rồi đó anh chị. Đó, bây giờ em sẽ đi vô đất nha. Đây, đi vô thôi. Chị trừ hao rồi cho khoảng 2,5m đi ha. Nhưng mà nói chung là chắc chắn với anh chị là sẽ mở đường thôi. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị nè. Để anh chị nhìn là cái con đường của mình nè ha. Đó. Cái một lát á, anh chị theo dõi cái cuối video luôn á, em sẽ dẫn anh chị đi ra tí xíu nữa là mình sẽ tới cái miếng quên, mình sẽ đi tí xíu nữa thôi là anh chị sẽ tới cái đường lộ nhựa khoảng 5m hay 7m gì đó nha anh chị, hình như là 5m á, chạy tí xíu nữa là tới lộ nhựa rồi. Thì đường của mình là đường thông. Đường điện, đường nước, wifi là đầy đủ hết luôn nha anh chị. Mấy cây cột điện này nè, sau này nhà nước sẽ dời đi. Anh chị để ý coi lại cái video của em. Dời lại luôn rồi nè anh chị ơi. Đây nè, mấy cây cột điện này sau này sẽ dỡ xuống, thay bằng mấy cây cột điện mới này nè. Tại vì đất của mình nó là chuẩn bị làm đường á, cho nên nó là nhà nước mới cặm lại mấy cây trụ cột điện mới luôn nè anh chị xem. Đây. Rồi, thì cái miếng đất mà em đang đứng ở đây đó anh chị, là chủ đất là bán 5 nền. Thì một nền á là ngang á là 10m, chạy dài xuống là 37m. Giá là 720 triệu, bao trọn gói giấy tờ cho anh chị luôn. Anh chị không phải tốn thêm tiền gì nữa hết nha. Thì từ đất của mình sẽ từ bên này đi nha anh chị, đi ngang qua. Thì từ ở bên ngay chỗ này nè, em đi qua bên này đi cho anh chị dễ nhìn. Này anh chị xem nè, nguyên miếng, một miếng bự luôn vậy luôn ha, có đường sẵn luôn, đất thì chuẩn bị mở đường. Thì từ ở cái vị trí ở ngay chỗ này, cái hàng rào ở đây nha, anh chị sẽ đo qua 10m. Từ vị trí ở đây nè, mình sẽ đo ngang qua là 10m, chạy dài xuống là khoảng 37m.
Thì để coi anh chị xem nè, cột là 5m này ha, 10m là tới bên này nè anh chị. Từ đây đi ngang qua là khoảng 10m đó. Ngang 10m chạy dài xuống là khoảng 37m. Đất này là đất cây lâu năm. Thì chủ kêu giá là 720 triệu nha. Ở cuối đất đó là đều có một cái mương nho nhỏ để anh chị nào mà mình xây nhà thì xây nhà, còn cái mương thì anh chị có thể trồng sen, trồng súng hoặc là mình nuôi cá thêm. Đó, thì em nghĩ là những anh chị nào mà mua đất mà làm nhà ở đó, về ở hoặc là làm nhà vườn đó, thì mình có thể quan tâm miếng này, tại vì đường này là chuẩn bị mở đường tới rồi. Cái khúc bên trong này nó mở đường rồi đó anh chị. Nó đang làm luôn, làm khúc bên trong xong thì sẽ tới bên mình thôi. Em sẽ đi dài xuống cho anh chị xem thử ha. Đây. Em thấy anh chị nào mà đăng ký mua sớm sớm á, mình mua mé bên này nè, cái có hàng rào luôn cho nó sướng, đỡ được tiền hàng rào hai mặt. À, đất ở đây là đất nước ngọt nha. Ở đây là xã Long Hưng, Châu Thành, Tiền Giang, gần thành phố Mỹ Tho á. Thì đất ở đây là đất nước ngọt hết. Đó. Mọi ở cuối đất có đều sẽ một cái đường mương vậy nè. Để anh chị nào mà thích nuôi cá rồi đó thì mình nuôi luôn. Đó anh chị xem. Đó, về đây các anh chị nuôi cá thôi. Hoặc là anh chị không thích nuôi cá thì mình trồng bông súng, bông sen xuống á, cho không gian nó mát mẻ. Đó anh chị xem nè. Ngang là 10m, chạy dài 37 nha. Xây nhà là rộng thênh thang luôn đó, 720. Hiện tại là đất là có sổ hồng, giấy tờ đầy đủ nha. Nhưng mà còn nguyên miếng thì khi nào mà anh chị mua á, chủ sẽ tách thửa ra cho anh chị. Thì để coi khi mà anh chị đặt cọc á, thì khoảng 3 tuần sau á, là mình có thể là đo đạc tách thửa ra xong á, anh chị là mình ra công chứng á. Công chứng thì anh chị mình đưa tiền, nhưng mà chủ đất sẽ cho anh chị dặn lại khoảng 50 cho đến 100 triệu. Rồi khi nào mà có giấy tờ, có sổ hồng sang tên cho anh chị xong xuôi hết rồi á, anh chị đứng sổ xong luôn á, thì một tay anh chị cầm sổ, một tay anh chị giao cái số tiền còn lại cho chủ đất thôi. Rất là dễ thương ha. Này, ngang là 10m, chạy dài vô là 37m, giá là 720, đất cây lâu năm. À, đất ở đây thì lên thổ cư được luôn nha anh chị. À, em nhớ là em có coi cái giá thổ cư ở đây rồi, hình như là giá thổ cư là khoảng 420.000 một mét vuông hay gì đó, em quên rồi. Nói chung là trung bình anh chị lên 100 mét vuông là khoảng tầm 40 triệu cho đến 45 triệu á. Đường này nè, đường này là anh chị thấy vậy thôi chứ xe ô tô vô tới đó nha anh chị. Mà nó xuống cấp dữ dằn lắm rồi, anh chị xem nè, nó nứt nẻ hết trơn rồi. Cho nên nó là nhà nước mới phải làm đường lại đó. Đấy, rất là tuyệt vời. À, bây giờ em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị xem thử ha. Anh ơi cho em mượn cái điện thoại em mở định vị đi anh. Anh cho em mượn cái định vị, cho em mượn cái điện thoại đi anh. Anh cho em mượn cái điện thoại ơi. À, 22 xã 1 thị trấn. Anh chị xem nè, cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà em đang đứng nha. Này, màu xanh xanh là vị trí em đang đứng, còn ở dưới là thành phố Mỹ Tho đó. Em phóng phóng lên cho anh chị xem. Nó màu quá. Đang nói chuyện, cái lần nẵng đang nói chuyện. Em lại đây cho nó mát mát. À, anh chị xem nè,
cái nút tròn tròn màu xanh vị trí em đang đứng nha. Đấy, anh chị tới ngay chỗ này là ngã tư, đây gọi là ngã tư Đồng Tâm nè. Khi nào anh chị mà ở Sài Gòn xuống á là mình vừa xuống cao tốc là sẽ xuống tới ngã tư Đồng Tâm ở ngay đây chỗ này nha anh chị. Thì ở ngay ngã tư Đồng Tâm á là thuộc về mé bên này nè, là thuộc về thành phố Mỹ Tho hết luôn. Rồi là ở đây của mình giáp ranh với thành phố Mỹ Tho thì khoảng 4 cây số, còn anh chị đi mà đi vô trung tâm thành phố Mỹ Tho nữa thì chắc khoảng thêm 5 cây nữa là khoảng 9 đến 10 cây số đi nha. Đó. Thì ở đây sẽ cách thành phố Mỹ Tho là khoảng 15 phút chạy xe nha anh chị. Đây, từ vị trí của em mà về thành phố Mỹ Tho là khoảng 15 phút chạy xe nè. Đó. Còn từ ở đây mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 61 cây số nha. Từ vị trí của em mà về bến xe miền Tây là 61 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 15 phút. Cái này là anh chị đi đường cao tốc á, còn mà anh chị đi xe máy thì khoảng 1 tiếng rưỡi nha. Đi xe máy là khoảng 1 tiếng rưỡi. Trời, gió mát quá anh chị ơi. Em sẽ phóng cái miếng đất lên cho anh chị và mình dễ nhìn nha. Ở đây rất là gần chợ và trường học luôn. Thì anh chị xem nè, cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí em của em đang đứng á. Anh chị đi thẳng ra là quốc lộ 1A, hồi nãy em chạy vô đó. Rồi ở bên ngay chỗ cây cầu này gọi là cầu Long Định. Thì ở cầu Long Định á là mình sẽ có chợ nè, trung tâm y tế, rồi trường học, rồi ủy ban, đủ hết luôn. Thì anh chị nhìn nè, như cầu Long Định á anh chị, rồi có phòng khám y tế, rồi quân y đâu đó, rồi có chợ Long Định nè, rồi trường học cấp 1, cấp 2, rồi có ngân hàng, ủy ban xã Long Định. Rồi ở ngay chỗ này nè anh chị, đây chỗ này, sao nó nhảy với người ta. Đây, anh chị nè, hay ngay chỗ này nè là trung tâm hành chánh của huyện Châu Thành sẽ dời về. Sao nhảy dữ vậy? Đây, anh chị nhìn lại nha. Cái chỗ mà anh chị thấy là ngay chỗ này nè là cái khu mà trung tâm hành chánh của huyện Châu Thành mình sẽ dời về á anh chị. Thì anh chị thấy là ở ngay chỗ này nè là quân sự đó dời về trước rồi nè. Đó, đối diện qua là Sacombank. Đấy. Thì nói chung á, từ ở đây mà anh chị đi chợ, đi trường học, ủy ban rất là gần luôn, khoảng từ 5 phút thôi. Anh chị nào chạy chậm thì 7 phút thôi. Còn nếu không á, anh chị đi thẳng cái đường này sẽ đi ra ngoài con lộ nhựa là khoảng 5 mét. Rồi từ cái con đường này nè mình sẽ đi ngang qua, đi dài qua khoảng 1 cây số nữa là sẽ tới chợ Chầm Hởm của xã Long Hưng. Rồi đình Long Hưng nào đó anh chị, rồi trường cấp 1, cấp 2. Đi ra ngoài sông Long Định á. Đó. Thì em sẽ phóng cái vị trí của mình lên gần tí xíu nha. Đây, anh chị nhìn nè. Nè, cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà em đang đứng đó anh chị. Anh chị đi thẳng ra tí xíu nữa là tới đường lộ nhựa 5m rồi nè. Rồi từ đường lộ nhựa 5m có một đường đi thẳng luôn đó. Nè, vị trí của em nè. Bên này là đi ra lộ nhựa 5m, còn bên này là mình sẽ đi ra ngoài quốc lộ 1A. Đây, cây xăng Châu Thành 5 quốc lộ 1A nè. Em sẽ phóng tí xíu lên nữa cho anh chị dễ nhìn hơn. Đây là cái vị trí em đang đứng nè, anh chị thấy đó, từ quốc lộ 1A đi vô một đường thẳng luôn, hai bên là thông ra lộ nhựa hết. Rồi đi qua tí xíu là từ cái lộ nhựa này nè, nó đi thông qua bên này luôn. Đây anh chị nhìn nè. Đó, từ ở cái đường xanh xanh nha, mình sẽ đi bên này. Nó hơi quẹo tí xíu nha, nó sẽ đi ra ngay chỗ này. Ở chỗ này là đường lộ nhựa khoảng 5 đến 7 mét. Ở ngay chỗ này là có cái trường cấp 1, cấp 2 ở đây. Nhìn trên giấy tờ vậy thôi chứ anh chị đi nó sẽ gần hơn. Đó anh chị xem, chợ ở đây là trường học đó, rồi đình nè. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài lộ nhựa 5m cho anh chị xem thử ha. Anh ơi, anh chở giùm em ra lộ nhựa 5m thôi. Rồi một lát anh chở ảnh đi ra ngoài luôn nha. Cái này là ngang 10 dài 37, giá là 720 nha anh. Chị nào nhớ cái nhà vườn mà 3,5 tỷ là mưa làm gió không anh chị? Nhà vườn ở đây nè. Cái
Dạ, 720 ba giấy tờ luôn á anh. Anh chị nhìn nè, cái đường của mình nó dự án mở đường á, cho nên nhà nước là cũng phải làm cầu. Anh chị thấy là cái cầu này là mới vừa làm xong á nha, còn khá là mới luôn, nó màu sắc yêu đời quá ha anh chị. Đấy, ở đối diện là con sông rồi nè, có sông đi ngang qua rất là mát mẻ. Ở bên này là lộ nhựa nè, nó rất là tuyệt vời ha. Đây đường lộ nhựa nè, đó. Anh chị xem cái con đường này nè anh chị, bên trong á, từ ở đây nè mình đi thẳng qua bên kia nữa thì cái khúc mà bên kia là đang làm đường, cái con đường bên trong này nè. Anh chị nào mà đi xâm đất á, em sẽ dẫn anh chị mình đi thẳng qua bên kia luôn. Đi thẳng qua bên kia là anh chị sẽ thấy là đang làm đường là 3 mét á anh chị, đường này nè. Đi thẳng luôn là đi ra ngoài sông Long Định, đi ra ngoài trường cấp 1, cấp 2 của xã Long Hưng. Trong này là đang làm đường luôn. Bài ba anh chị nha. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em. Anh chị nào mà thích cái miếng đất này thì alo cho em hay. Đất thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ hết nha. Rồi em xin chào anh chị ạ.